Kính chào quý vị và các bạn, kính mời các bạn xem bản tin có hay không, chủ trương hạ bệ Hồ Chí Minh theo chỉ đạo từ ban tuyên giáo. Hàng loạt chuyện nhạy cảm xảy ra vào thời điểm ngay sau chuyến thăm của tổng thống Hoa Kỳ Biden đến Hà Nội vào trung tuần tháng 9 năm 2023, càng khiến dư luận hoài nghi phải chăng có sự chỉ đạo giật dây từ ban tuyên giáo. Chuyện thứ nhất, tiến sĩ Chu Hồng Quý viết trên trang Facebook cá nhân một status với tiêu đề biến căng rồi tác giả cho biết giáo sư hoàng Chí bảo bóc phốt trung ương đoàn mạo danh bác hồ để bịa ra hẳn cả một bức thư giả danh bác gửi cho thiếu nhi rồi cắt gọt tỉa tót thành năm điều bác hồ dạy mà có điều nào yêu thương ông bà cha mẹ không phải một lần mà nhiều lần trung ương đoàn đã mạo danh bác giết rồi không biết cái gì thật cái gì là giả hoang mang quá Màn mình lỡ yêu bác mấy chục năm, giờ chắc phải chuyển qua yêu bác Bảo như yêu bác Hồ, bác Mào. Đây là hình ảnh bàn thờ lễ chiên dân hương tổ nghề sân khấu của nghệ sĩ Quang Tèo. Theo ông Kim Văn Chính, cựu giáo viên học viện Quốc gia Hồ Chí Minh bình luận rằng cứ chê Hoàng Chí Bảo chứ có lúc ông ấy cũng lóe sáng. Có thể vì để cầu khách, cầu linh, ông Hoàng Chí Bảo đã vượt qua thời gian. Ông đã bắt đầu bóc mẽ những điều giả dối trong các lời dạy của bác Hồ. Đầu tiên là năm điều bác Hồ dạy thiếu niên. Thực ra, điều ông Bảo nói không mới. Nếu xem comment về bài của Nguyễn Quang Lập, nhưng qua phát ngôn của ông Bảo, nó thành to chuyện. Khi tìm vào trang Facebook của nhà văn Nguyễn Quang Lập, tức là Bọ Lập, có một status với tựa đề Năm Điều Bác Hồ Trúc Dạy Trong đó Bộ Lập đã viết như sau Vào ngày 15 tháng 5 năm 1961 Nhân dịp kỷ niệm 20 năm đội thiếu niên tiền phong Trung ương đoàn muốn có thư bác Hồ gửi cho các cháu thiếu nhi Nhưng khi đó bác đang ở nước ngoài Ông Hồ Trúc lúc đó là bí thư Trung ương đoàn Đành soạn ra thư bác Hồ gửi cho các cháu thiếu niên Nhi đồng cuối thư có năm điều bác Hồ dạy khi bác Hồ về, ông Hồ Trúc mang thư đến báo cáo bác. Bác đọc muốn sửa chữa đôi chỗ, nhưng nói, mà thôi, báo đăng rồi, không sửa nữa. Và từ đấy, các cháu thiếu niên nhi đồng đều học tập theo lời bác Hồ Trúc dạy. Ghi chú rằng sách Chúng ta có bác Hồ, ba tập của nhà xuất bản lao động, có đăng chuyện này nói rằng bức thư trên là của vợ ông Nguyễn Khánh Toàn, Ủy ban khoa học Việt Nam viết bà này tên gì ở ủy ban thiếu nhi nhi đồng nhưng chuyện này tôi trực tiếp nghe kể từ ông hồ trúc mà biết hình ảnh chụp status của nhà văn nguyễn quang lập vẫn còn đây được lưu truyền rộng rãi trên mạng xã hội và khắp nơi mọi người bàn tán về nó chuyện thứ hai là thượng tá nghệ sĩ quang tèo phong hồ chí minh làm tổ nghề sân khấu theo đó, mạng xã hội đang tranh cãi xung quanh tấm ảnh chụp bức tượng Hồ Chí Minh ở trung tâm bàn thờ trong buổi lễ dỗ tổ sân khấu do diễn viên Hải Quang Tèo tổ chức tại tư gia của mình. Ông Kim Văn Chính tiết lộ, Quang Tèo, tên thật là Nguyễn Tiến Quang, là nghệ sĩ xuất thân từ quân đội mang quân hàm thượng tá. Thời kinh tế thị trường, nghệ sĩ Quang Tèo thành công trong các vai hề tầm phào rẻ tiền, cùng với nghệ sĩ Giang Còi nhưng Quang tèo được công chúng bình bầu dân ưa chuộng nên biểu diễn cũng thành công. Sau vài năm thu đủ tiền trở thành nghệ sĩ đại gia, có biệt thự rộng tới 1.000m2 ở Thạch Thất, Hà Nội. Vẫn theo ông Kim Văn Chính, Quang Tèo nhiều lần thực hiện quảng cáo thuốc và thực phẩm chức năng sai quy định, nên đã bị báo chí phê phán rất nhiều lần. Gần đây, Quang Tèo học theo Hoài Linh, tổ chức lễ dỗ tổ nghề sân khấu ngay tại biệt thự của anh ta cái bàn thờ dỗ tổ nghề lại đặt tượng hồ chí minh ở chính giữa như vậy là quang tèo phong hồ chí minh là cụ tổ nghề của bọn họ trong khi ông hồ chưa từng làm nghề sân khấu mua vui thiên hạ nghề đầu bếp thợ ảnh thì có ông hồ chí minh khóc lóc khi nhận sai lầm trong chiến dịch cải cách ruộng đất giết chết rất nhiều người dân việt nam lập tức trên mạng xã hội xuất hiện một số ý kiến suy đoán có lẽ quang tèo căn cứ vào tấm ảnh hồ chí minh cầm khăn lau nước mắt rơm rớm vờ khóc cho nạn nhân cải cách ruộng đất vì thế nghệ sĩ quang tèo phong ông hồ làm tổ nghề là điều rất đúng bài rõ ràng đảng cộng sản việt nam hôm qua với hôm nay không còn là một đảng cộng sản việt nam hôm nay theo kinh tế thị trường là đặc trưng của chủ nghĩa tư bản là điều trái ngược 180 độ so với chủ thuyết Cộng sản mà ông Hồ Chí Minh đã mang về Việt Nam. Điều đó càng khiến cho dư luận nghi ngờ. Phải chăng đang có chủ trương hạ bệ Hồ Chí Minh theo chỉ đạo từ Ban tuyên giáo Trung ương mà giáo sư Hoàng Chí Bảo là người nổ phát súng lệnh. Quý vị và các bạn vừa theo dõi chương trình truyền hình trực tiếp hôm nay của Thời báo chấm với bản tin Có hay không chủ trương hạ bệ Hồ Chí Minh theo chỉ đạo từ ban tuyển giáo. Quý vị và các bạn hãy chia sẻ video này cho nhiều người biết và bấm nút theo dõi YouTube và Facebook của Thời Báo .d để luôn được cập nhật những bản tin mới nhất, nhanh nhất và trung thực nhất. Từ Berlin, Cộng hòa Liên bang Đức. Chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn ở bản tin lần tới. Trung Khoa Thời Báo .de Kính chào quý vị và các bạn. Kính mời các bạn xem bản tin lạm thù trong trường học dưới vỏ bọc tự nguyện một gánh nặng cho phụ huynh học sinh. Và những dịp khai giảng năm học mới, các vị phụ huynh học sinh ở Việt Nam thì lại phải hoàn mình với các khoản chi phí quá lớn phải nộp. Ngoài các khoản học phí theo quy định của nhà nước, các bậc phụ huynh còn phải đóng thêm các khoản theo yêu cầu của nhà trường và hội phụ huynh học sinh dưới danh nghĩa tự nguyện với số tiền không nhỏ, thậm chí là rất lớn. Đó là các khoản như tiền quỹ phụ huynh tiền xây dựng sửa chữa trường, bổ sung đèn chiếu sáng, mua sắm điều hòa vân vân. Để hợp thức hóa, không ít cơ sở giáo dục đã có những quy định ngầm dưới hình thức thu tự nguyện. Chịu hết nổi đóng góp tự nguyện, mẹ dắt con ra khỏi trường công. Mới nhất vào ngày 29 tháng 9, tờ báo Dân Chí có bài viết Chịu hết nổi đóng góp tự nguyện, mẹ dắt con ra khỏi trường công. Theo đó, trải nghiệm nhiều khoản tiền tự nguyện trong trường học đến mức mệt mỏi, chán ghét. Chị em đề quyết định chuyển con sang trường từ. Dư luận xã hội thấy rằng các khoản thu này là gánh nặng cho nhiều gia đình, đặc biệt là người lao động nghèo. Mặc dù biết nhiều khoản thu là không hợp lý, nhưng với tâm lý sợ ảnh hưởng đến con cái, nhiều phụ huynh vẫn phải nhắm mắt đi vay mượn với lãi suất cao để mà đóng góp cho nhà trường. Sau một vài năm lạm thu, bản thân các trường cũng thấy việc thu tiền của học sinh là khó coi, nên đã đưa ra biện pháp để đối phó là nhờ ban phụ huynh học sinh thu tiền hộ nhà trường. Từ khi để cái ban phụ huynh này thu tiền hộ, thì việc thu tiền càng thoải mái vì hiệu trưởng và nhà trường hoàn toàn chẳng có trách nhiệm gì. Dù rằng ai cũng biết ban phụ huynh muốn thu bao nhiêu và thu vào các khoản gì để thông qua và được hiệu trưởng đồng ý. Bản kê các khoản chi mà phụ huynh học sinh cho rằng không đàng hoàng, không rõ ràng. Đánh giá về tình trạng lạm thu cho các trường học hiện nay tại Việt Nam, một chuyên gia thuộc lĩnh vực khoa học giáo dục đã nghỉ hưu tại Hà Nội không muốn nêu danh tính cho thể báo chấm đề biết như sau. Trong mấy năm gần đây, với chủ trương xã hội hóa giáo dục, việc lạm thu tràn lan đã tới mức không thể kiểm soát nổi điều đang nói là các việc các hội cha mẹ học sinh đứng ra thu tiền dưới hình thức vận động nhưng lại là tự nguyện một cách bắt buộc. Một giờ học của học sinh trường tiểu học Trần Quốc Toản, thành phố Hạ Long. Vị này còn cho biết thêm giáo viên cũng chỉ được hưởng chút ít trong quỹ hội cha mẹ học sinh thôi, còn ban giám hiệu nhà trường hưởng nhiều nhất. Ai tham gia vào những công việc này thì người đó có hưởng lợi thường là ban giám hiệu và các nhân viên kế toán, thủ quỹ. Trong khi đó, chủ trương của Bộ Giáo dục và lãnh đạo các trường luôn ủng hộ việc thu tiền học sinh. Họ lý giải rằng việc thu thêm các khoản là cần thiết với mục đích nâng cao chất lượng dạy và học. Tuy vậy, đa số các giáo viên còn có tâm sự với sự nghiệp chồng người thì cho rằng đó là việc không nên làm vì sẽ làm xấu đi hình ảnh của nhà trường trả lời câu hỏi cần có biện pháp nào để hạn chế dần tiến tới mức chấm dứt tình trạng lạm thu trong các trường học hiện nay. Vị chuyên gia giáo dục khẳng định, kể từ năm học 2011-2012, Bộ Giáo dục ban hành quy định cấm thu tiền xây dựng trường và cấm thu tiền trái tuyến cũng như các điều lệ dành cho các ban đại diện phụ huynh học sinh để ngăn ngừa tình trạng lạm thu núp bóng danh nghĩa hội phụ huynh. Nhưng tình trạng lạm thu tại các trường công lập vẫn không ngăn chặn được. Đó là lý do chủ ý của ban giám hiệu nhà trường. Nói về giải pháp, vị này khẳng định vô cùng đơn giản, chỉ cần cách chức ngay lập tức hiệu trưởng khi xác minh có tình trạng này trong nhà trường do ông ta phụ trách. Chỉ cần cách chức một ông thì trật tự được lập lại ngay, nhưng khổ nỗi cấp trên không dám cách chức. Vì sao thì ai cũng đã rõ. Vấn đề công luận quan tâm hiện nay là trong thực tế những khoản thu được nói là tự nguyện nhưng nếu học sinh không đóng theo yêu cầu thì sẽ bị nhà trường gây khó dễ thậm chí là kỷ luật điều đó khiến cho nhiều người hoài nghi đặt ra câu hỏi liệu môi trường giáo dục Việt Nam đã bị biến thành một môi trường kinh doanh nhằm trục lợi cho một số cá nhân trong ngành giáo dục mà cha mẹ học sinh là những miếng mồi ngon của họ hay không quý vị và các bạn vừa theo dõi chương trình truyền hình trực tiếp của Thời Báo .d với bản tin lạm thu trong trường học dưới vỏ bọc tự nguyện, một cánh nặng cho phụ huynh học sinh. Quý vị và các bạn hãy chia sẻ video này cho nhiều người biết và bấm nút theo dõi YouTube và Facebook của Thời báo .de để luôn được cập nhật những bản tin mới nhất, nhanh nhất và trung thực nhất. Từ Berlin, Cộng hòa Liên bang Đức chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn ở bản tin lần tới. Trung khoa Thời báo .de